bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm được ghi nhận lần đầu tiên tại Trung Quốc năm 2010 và lan rộng ra nhiều quốc gia nuôi tôm trên thế giới, trong đó có Việt Nam, và trở thành mối nguy hại hàng đầu đối với nuôi tôm công nghiệp. Qua nghiên cứu phân tích, tác nhân gây bệnh hoại tử gan tụy cấp là một số chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolytisus mang plasmid mã hóa cho độc tố nhị thể gây hoại tử gan tụy cấp. Xuất phát từ năm 2010 thì bắt đầu cái dịch bệnh tôm chết một tháng tuổi là xuất hiện, và nó ngoài cái trình độ của một cái kỹ sư, ngoài trình độ của một thạc sĩ thì bắt đầu là chúng tôi mới đi nghiên cứu, phân lập tuyến chọn các cái chủng vi khuẩn để đi tìm, thì làm cái đề tài tiến sĩ đó là nghiên cứu ứng dụng cái vi khuẩn Bacillus subtilis để kháng cái vi khuẩn Vibrio parahaemolytisus trong nuôi tôm công nghiệp. Và cái điểm đặc biệt ở đây đó là các cái mẫu đất, mẫu nước và ruột tôm thì chúng tôi lấy từ các cái ao nuôi của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung về phân lập tuyến chọn tại cái phòng thí nghiệm của chúng anh. Và như vậy là tìm ra được cái chủng vi khuẩn Bacillus subtilis mà kháng được cái Vibrio parahaemolytisus. Theo đó, từ các ao tôm công nghiệp không mắc bệnh và nghi mắc bệnh hoại tử gan tụy cấp tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, ông Lê Anh Xuân đã bắt đầu công trình nghiên cứu, tiến hành lấy mẫu và thực hiện quy trình phân tích đối với 149 chủng vi khuẩn nghi là Bacillus và 51 chủng vi khuẩn Vibrio đã được phân lập từ tuyến tiêu hóa tôm, bùn và nước. Bằng cách sử dụng kỹ thuật PCR phát hiện các gen và các quan sát mô bệnh học khi cảm nhiễm trên tôm. Kết quả, khi thử nghiệm trên mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở quy mô 100 lít, các chủng vi khuẩn này giúp phòng chống hiệu quả bệnh hoại tử gan tụy cấp với tỷ lệ sống của tôm sau 36 giờ cảm nhiễm, lần lượt từ 76 đến trên 85%. Kết quả nghiên cứu đó thì thấy là những cái dòng vi khuẩn này có khả năng ức chế cái Vibrio parahaemolytisus, đó là cái vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy, hay là mình gọi là bệnh chết sớm. Thì kết quả nghiên cứu đề tài này cho thấy là các dòng vi khuẩn, một số dòng vi khuẩn đã có cái khả năng coi như là hạn chế cái sự tác hại của cái vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp. Do đó thì tôi nghĩ là có thể ứng dụng và nhân rộng cái vi khuẩn này thành những cái gọi là cái chế phẩm vi sinh hay là chế phẩm sinh học để có thể sử dụng đại trà. Từ đề tài nghiên cứu khoa học trên, ông Lê Anh Xuân đã nghiên cứu, sản xuất và cho ra mắt dòng sản phẩm vi sinh thế hệ mới chuyên phòng và điều trị bệnh hoại tử gan tụy cấp, đặc biệt là bệnh tôm chết sớm, được người nuôi tôm và các chuyên gia đầu ngành thủy sản đánh giá rất cao. Trước đây thì chưa biết về của cái sản phẩm thuốc của Trúc Anh, nhưng mà từ khi dùng cái sản phẩm thuốc của Trúc Anh là thấy rất là tốt. Nói chung là ruột gan tôm là nhìn thấy rõ nét hơn. Tôi đánh giá rất cao những cái nỗ lực của cá nhân anh Xuân và công ty Trúc Anh. Vừa qua cũng đã rất là mày mò tìm hiểu, tìm ra những cái chủng vi sinh, và đặc biệt là hai cái chủng vi sinh trong cái luận văn tiến sĩ của anh rất có giá trị trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu, mà đặc biệt là cái ô nhiễm môi trường hiện nay. Nó có vai trò giúp cho những người nuôi tôm có thể là sử dụng những cái vi sinh ngay bản địa, có chất lượng, và quan trọng nữa đó là chúng ta sử dụng vi sinh để chúng ta giải quyết vấn đề môi trường cho cái ngành nuôi tôm công nghiệp hiện nay và giảm cái việc sử dụng hóa chất kháng sinh, tăng cái giá trị của ngành tôm để chúng ta xây dựng cái thương hiệu tôm của chúng ta có chất lượng, có giá trị và đảm bảo cái công tác bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc. Trúc Anh là một doanh nghiệp đi đầu trong ứng dụng công nghệ sinh học vào nuôi tôm, và những cái ứng dụng sinh học này đó đã nhân rộng cho Sóc Trăng, cho Cà Mau, cho Trà Vinh, nói chung là cho các cái tỉnh miền Trung nữa, đem lại rất hiệu quả. Trúc Anh làm được thì nhân rộng mô hình Bạc Liêu sẽ làm rộng rãi hơn nữa, là đi vào chiều sâu hơn nữa, thì Bạc Liêu trở thành là con tôm là mẫu trong cả nước. Đây là mô hình mẫu trong cả nước để mọi người học tập và nói theo. Ở nước ta, tôm được xem là mặt hàng chủ lực chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất khẩu của ngành thủy sản. Trước tác động của biến đổi khí hậu, môi trường, dịch bệnh ngày càng gia tăng, luôn gây bất lợi cho người nuôi tôm. Kết quả từ công trình nghiên cứu khoa học của tiến sĩ Lê Anh Xuân trong việc phòng điều trị bệnh hoại tử gan tụy cấp
đã tạo một bước tiến mới, giảm rủi ro cho người nuôi tôm và góp phần phát triển bền vững ngành tôm ở nước ta hiện nay.